tượng đi các chị gái ơi. Tối nay em lay hàng xịn nha, hàng An Đông nha các chị, áo nha. Có nhiều kiểu lắm. Rất là đẹp, áo An Đông thì mấy chị là khỏi chê nha. Nó xuất sắc dữ lắm các chị. Xuất sắc lắm. Size em có nha các chị ơi. Size to luôn nha, 80-90kg em có size luôn mấy chị nha. Thấy được em kia em xin cái bình luận đi các bác ơi. Các chị đẹp ơi. Áo An Đông là hàng tuyệt vời ông mặt trời luôn các chị. Áo An Đông là rất là đẹp nha. Hàng An Đông là mấy chị biết rồi. Bao hàng. Bao hàng, bao xịn luôn. Mấy chị gái, cho em thấy được mấy chị đi mấy chị gái ơi. Thấy được em cho em xin cái bình luận đi các chị. Nhiều kiểu, nhiều mẫu, nhiều giá, nhiều size nha các chị ơi. Thấy được em cho em xin cái bình luận đi các chị đáng yêu ơi. Các chị gái đẹp của em ơi. Áo An Đông nhiều mẫu đẹp lắm các chị. Cho em xin cái bình luận nha. Tiếp em một cái bình luận đi các chị để em thấy các chị ngang. Nay em like sớm một xíu mấy chị. Thường thứ bảy, tối thứ bảy á, có khi em hay nghỉ lắm. Nhưng mà hôm nay nó về hàng áo An Đông đẹp quá mấy chị gái ơi, nghỉ thì không được. Về hàng nhiều quá, đẹp quá phải bán mấy chị. Thấy được em thì cho em xin bình luận nha. Dạ chị Diễm Hương ơi, áo em mặc thì giá nó cao lắm. Nhưng mà hàng sale thì em sale giá nó yêu thương ha. Rồi mấy chị thấy được em bình luận tiếp em nha. Áo em đang mặc là chỉ có size 1 thôi, 50-55kg mặc vừa. Chứ đẹp nào mình thấy được cho em xin cái bình luận đi các chị nha. Cho em xin cái bình luận đi mấy chị ấy đẹp ơi. Áo An Đông thì thường là nó 700-800 một cái. Nhưng mà hàng sale thì giá nó rẻ hơn mấy chị gái nha. Gần Tết năm nào em cũng bán áo là 700-800 một áo hết các chị nghe. Áo này là hàng sale mấy chị gái nha. Có thấy được em cho em xin cái bình luận. Dạ. Rồi em đang mặc là size 50-55kg nha các chị nha. 50-55kg mặc vừa. Chế đẹp nào thấy được bình luận tiếp em một cái đi mấy chị gái ơi. Chế đẹp nào thấy được bình luận tiếp em một cái. Áo em đang mặc là 50-55kg mặc vừa mấy chị gái nha. 50-55kg mặc vừa. Có thấy được em cho em xin cái bình luận cái chị gái đẹp của em. Áo An Đông em có nhiều lắm, nhiều mới về mấy ngàn cái nha. Nhưng mà giá thì nói chung là hàng nghiêm thì nó rẻ nhất là từ 550 đến 700 nha. Nhưng mà em đang sale. Sale thì tầm một nửa giá. Đây mấy chị, áo này đẹp chưa mấy chị? Áo An Đông nha. Dạ đồ bộ thì em rất nhiều. Rồi áo này là áo An Đông nha các chị nha. Hàng sale thì là tầm 350 đến 400 một cái hàng sale nha các chị. Nhưng mà hàng nghiêm là giá từ 550 đến 600 một cái ha. Có mẫu thì cũng 700-800 tùy mẫu. Rồi áo này là 65kg nè mấy chị. Nói chung là em có nhiều mẫu lắm mấy chị. Cứ thích thì mấy chị cứ bình luận lên cho em đi, xem lên nhiều mẫu cho các chị xem nha. Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Kim. Nói chung là giá sale nhưng mà sale cũng từ 300-400 chứ không có giá rẻ nha các chị. Nó chỉ mang tiếng sale thôi chứ nó không có rẻ ha. Tại vì hàng An Đông thì cái giá nó cao lắm mấy chị. Hàng nghiêm là thường là 600-700 có luôn. Rồi mấy chị gái ơi, đẹp tuyệt vời luôn nè các chị ha. Nhiều mẫu, rất nhiều mẫu luôn. Hàng sale rồi mấy chị biết rồi. Rồi cảm ơn chị Bích Ngọc. Áo là nói chung là sale giá rẻ nhất hôm nay là giá từ 350 nha. Đến 450 là hàng sale, em nói trước nha. Là hàng sale. Còn hàng nghiêm là nói chung là từ 550 đến 700-800 một cái nha. Vì năm nào em cũng bán hết mấy chị gái nha. Năm nào gần Tết em cũng quất cái hàng nào cũng giá tiền là nó yêu thương lắm.
Chị Nga ơi, mình có ủng hộ em được cái nào không ha? Nói chung là áo áo hàng này thì 100kg trở lại em có size. Tùy mẫu nha các chị, hàng sale thì nó không có nói chung là có mẫu thì nó có size lớn, có mẫu thì nó không có size lớn vì là hàng sale nha. Đó, còn hàng nghiêm thì nó giá nó rẻ nhất là 550 đến 790, vì năm nào em cũng bán em biết nha. Hàng An Đông, cái này là hàng An Đông mấy chị gái nha. Đẹp lắm mấy chị ạ. Cái này là size em đang mặc là size 60kg nha. 60kg mặc vừa, 55-60kg màu vàng này em đang sale cho mấy chị là giá 380.000. Nhưng đầu lai em sẽ bán cho mấy chị giá yêu thương nhất có thể là 200.000. Chị đẹp nào chốt là bình luận chia sẻ giùm cho em. Em chỉ bán một cái đầu lai giá 200.000 thôi, rồi qua đó là em bán cái áo này là giá sale 380.000. Ok chị Nga, áo sau này là em đang sale 380 nè chị. Chị chốt bình luận cho em nha, áo này là 650 một cái. Hàng thiết kế An Đông nha, 650 nhưng mà em đang sale 380, chị có chốt thì bình luận cho em chị Nga nha. Mở hàng giùm em đi chị gái ơi, mở hàng giùm em nha, chị mở hàng em thích lắm. 380 nha, giá sale. Áo em đang mặc là em cũng sale 380 nha, nhưng mà em bán đầu lai tương tác cái áo này 60kg, 55-60kg mặc vừa là 200.000. Mấy chị cứ thấy em like, mấy chị coi hồi Tết hồi năm rồi á, cứ gần Tết làm em bán 790-800 một cái, còn kẹp là 1 triệu mấy một cây là em vẫn bán nha. Em bán hàng ăn đông á. Rồi chế đẹp nào chốt thì bình luận cho em nha, chốt thì bình luận cho em. Áo này là áo thiết kế hàng ăn đông đang sale 380.000. Chị Nga ơi, áo này là chị mặc không có vừa đâu chị gái ơi nha. Chị chốt thì chốt áo ủng hộ em, áo này đi 380 đi chị nha. Chị Nga, áo em mặc là có 55-60kg à. Nếu chị thích thì em vẫn chốt cho chị, tại vì chị mua mở hàng đầu lai thì em vẫn chốt cho chị nha. Còn hàng em đang sale là 380, chị có chốt thì cái áo em đang mặc là có 55-60kg thôi. Rồi em ok chị, tại em ok chị gái nha, tại vì chị mua cho thì em chốt cho chị luôn. Cái 380, cái 200 nha, cái này là em bán giá tương tác đầu lai thôi. Rồi cái này là em đang mặc là size 55-60kg nha các chị. Giá sale là 380 nha. Giá sale 380 giùm cho em chứ không có giá 200 nha các chị. 380 là giá em sale đó mấy chị gái nha. Em bán 200.000 là em đây lấy lượt chia sẻ thôi. Đó chị gái nào chốt bình luận cái này 200 nữa thì em bán duy nhất một cái nữa, rồi mấy chị cho em lượt chia sẻ lên đi mới bán nha. Áo này là 600-700 một cái lận, chứ không phải giá 200 đâu các chị nha. Rồi em ok chị Nga, một cái 380 nha, một cái đầu lai em bán cho chị 200 nữa. Cái này em đang sale 380 nha, nhưng mà mấy chị lên trên 100 khách em sẽ bán một cái này 200 cho mấy chị. Bây giờ mà bán vui đầu lai mấy chị gái nha. Áo này là hàng thiết kế thì mấy chị cứ yên tâm và mặc thôi. Hàng bên em là có size mấy chị gái nha. Nếu mà hàng sale của em á, đây nè, nó có 70-80kg em có cái nó cả 100kg luôn. Hồi năm rồi là mấy chị biết không, em bán 790 một cái mà 100kg á. Đây nè, cái này là 80kg nè. 75 đến 80kg nha. Màu cam 75-80kg em đang sale 380 nha. Mấy chị, nếu như mà mấy chị mua cái giá mà 550 em xin tặng thêm một cái nữa, em nói là uy tín. Nếu mà cái hàng đang sale này mấy chị mua được cái giá hàng nghiêm á 550, em tặng thêm cho mấy chị. Em nói là một câu chân tình, tại vì năm nào em cũng bán em biết nha. Chị gái nào mua cái áo em đang mặc 550, áo này 550 em tặng thêm cho mấy chị một cái không đồng luôn. Em nói là không nói điêu nha các chị. Mấy chị chia sẻ lên giùm cho em đi ha. Chị gái nào kèm đơn giùm em một cái em sẽ chốt hàng. Chốt bình luận cho em nha. Áo đỏ em đang mặc là có 70kg nè, 380 giá sale, chứ đẹp nào chốt thì lận nha. Chứ đẹp nào chốt thì lận cho em. Áo này em bán 200, chị gái nào có kèm theo cái áo nữa là em chốt hàng cho, còn không thì cho qua giùm cho em. 70kg màu đỏ nha, sale 380 nha, 70kg màu đỏ. Mấy chị mua được một cái như thế này 550, em tặng thêm cho mấy chị một cái, em nói không nói điêu nha, không nói điêu nha các chị. Rồi màu tím 70kg mặc vừa giùm em nè. Áo hàng An Đông thì em nói cho mấy chị là bao giá, mấy chị đi khắp để mua ha. Đây, tại vì năm nào em cũng bán hết,
màu vàng, màu đỏ, màu tím dùm cho em nè. 380 nha. 75kg màu vàng nè. 75kg màu vàng dùm cho em các chị nha. Áo em đang mặc trên người 200.000, chị gái nào chốt là một cái duy nhất nữa để em bán lấy chia sẻ nha. Rồi cái màu vàng dùm cho em, đẹp xuất sắc luôn các chị nha. 380 là giá em sale á. 75kg mặc vừa màu vàng. Rồi mấy chị không thích hàng cao cấp thì em sẽ qua hàng mấy chục ngàn và 100.000 đổ lại em chốt cho các chị nhé. Tại vì cái hàng này là chừng nào mà chị nào mà thích lắm thì mình mới chốt thôi. Và chị Nga được một cái 200 rồi sẽ không có cái nữa nha chị gái nha, không có bán nữa đâu. Mấy chị mua hàng sale, hàng ăn đông giá rẻ có nha. Sale 130, 140, 150, 80, 90 em đều có nha các chị. Dạ chị Mai Phương ơi, không có 70kg 200.000 không có chị. Em đang sale là 380 một cái ha. Rồi cái này là 250, em đang sale 130. Mấy chị mua hàng ví dụ mấy chục ngàn em vẫn có nha. Em đang sale hàng cho mấy chị. Đang sale cho mấy chị 130 cái áo này ha, 250 xả 130. Rồi mấy áo này là mấy chị ví dụ như chị nào em ưu tiên một cái 200 thì kèm một cái đơn khác nha, 380 thì em chốt, còn không thì mấy chị cứ mua một cái 380 giùm cho em. Hàng đang sale 380 chứ không phải 200.000. Dạ chị My Trần bình luận giám em. Chị My Trần bình luận giá em mới chốt nha. Em đang sale 380 chứ không phải 200. Dạ không chị Ga ơi, không bán được đâu chị. Một cái này em lấy thằng sale nó tới 300 mấy lần chứ không có lấy 200 đâu chị nha. Rồi cái này là em đang mặc size 50-55kg mặc vừa. Dạ chị Phương Mai mấy chị chốt hàng mà không có giá tiền em không có chốt đâu nha các chị. Dạ chị Mỹ Dung em đang bán là 380 một cái nha chị. Dạ chị Lê Trang em không có màu xanh, hiện tại là màu vàng nè. Dạ chị My Trần để em coi chị có size mấy nha. Chị My Trần, chị My Trần đâu rồi, bình luận lại dùm cho em đi. Chị My Trần cho em cái số ký lại đi, em chốt cho. Chị gái nào chốt 380 bình luận cho em. Một cái đỏ một cái vàng. Chị My Trần ơi, một cái vàng thì ok chị nè. Một cái đỏ đó. Rồi em ok chị My Trần nha. Một cái đỏ một cái vàng, giá 380 nha. 380 một cái nha, chốt rồi bình luận cho em. Chị My Trần ok một đỏ. Dạ chị My Trần ơi, chị chốt 75kg hay 80kg? Chị chốt rõ lại đi, em thấy chị là 75kg mà phải không? Em đang chốt cái này là 75kg nè. Còn 80kg chờ chốt đi, số 6 là 75-80kg. Dạ em chào chị Hương yêu dấu. Em đang là like số 6 nha, số 6 là 75-80kg. Nhưng mà em bán cho chị 75kg cho nó thoải mái nha. 75kg màu đỏ 380, màu vàng 380 nha. Chốt về bình luận cho em 75kg dùm cho em. Cái này là 75kg nè. Cái này 75kg 380 nè. Số 6 nha, chị gái nào chốt bình luận. Chị Lê Trang em không có màu xanh. Rồi chốt bình luận cho em. Áo này là 50-55kg sale 380 nha. 50-55kg mặc vừa. Rồi ok chị My Trần nha. Màu đỏ với màu vàng ok chị, 380 một cái nha. Rồi trái đẹp rồi chốt cái màu cam này thì để dùm cho em cam 6 nha. 75kg cam 6 380. Cam 6 dùm cho em 380. Rồi ok chị My Trần 380 nha. Ok chị My Trần. Rồi chế đẹp rồi chốt áo em mặc 50-55kg 380 nha, giá sale á. Bảy mươi kg đỏ nha, 70kg đỏ 380 nè. Chị gái đó chốt cái áo nha. Ví dụ như áo 200 kèm thêm một đơn nữa là em sẽ chốt hàng liền, em bán ưu tiên cho một khách nha. Rồi cái này là 70kg màu tím nè. Màu tím 70kg nha. Màu vàng. Màu vàng em có 75kg nha các chị nha. Màu vàng 75kg em có nè. Ok chị Xuân 380 vàng. Em ok chị Xuân 380 vàng nha. Chốt và bình luận kèm ký giùm cho em 380 một cái giá sale nha các chị.
Chị gái nào cứ đi mua chợ An Đông nếu 550 cứ quay đầu lại đây nói em tặng thêm một cái, em nói là nói thật sự. Ok chị Xuân nha, 380 vàng. Rồi em có màu kem nữa nè. Chị Lan Phương ơi, em đâu có cái màu xanh đâu mà rồi à quên, chị Lê Trang đâu có màu xanh đâu chị gái. Mà đòi chút màu xanh ta. Màu kem nè mấy chị, màu kem nha, chứ đẹp nào chút màu kem, 65 kg màu kem nè. Màu kem giùm cho em nha, màu kem. Màu kem nha, chốt một lượng cho em màu kem. Chị Thu Thì Dung ơi, mình không bình luận giá đâu có chốt được chị, 380 Nguyễn Thì Dung có chốt bình luận. Chị Nông Thôn ơi, em có nè chị, 75 kg nè. 75 kg nha chị, 75 kg em đang sale 380. 75 kg nha, sale 380 màu tím nha. 75 kg tím nè, sale 380 nha. Chị gái nào mà thích mặc hàng ăn đông, hàng cao cấp thì chốt, còn không thì mình cứ mua hàng thường thôi, có hàng nha các chị. Rồi cái này 60 kg mặc vừa. Rồi em ok chị Hình Dung 380 nha chị, màu áo tím. Ok chị tím nha. Em ok chị Dung, 380 áo tím, ok chị gái nha. Sale 380, hàng nghiêm nó tới 6-700 lần nha mấy chị. Có cái tới 750, 790 lần. Ok chị Dung. Rồi em có màu vàng nè, sale 380. Dạ chị Lê Liên, mình chốt và lượng giá dùm cho em 380 em mới chốt nha. Rồi 380 màu vàng dùm cho em 70 kg nè, 75 kg nha, 75 kg 380. Chứ đẹp là chốt thì bà lượng giá tiền em mới chốt hàng nha. Chị Lê Liên màu tím 380 thì bà lượng cho em màu tím 380 kèm ký nha. Mấy chị gái ơi, có mấy ngàn cái thôi chứ không có nhiều đâu ạ. Hàng sale có mấy ngàn cái thôi mấy chị. Dạ em cảm ơn chị Thảo Nguyên. Dạ chị Nga, chị có mua thì cứ bình luận em, tím là em chốt thôi nha. Tím giùm em 380. Đây nè. Đây nè chị Nga chốt thì bình luận cho em 380 này giá sale á. Nha, đen hoa tím nè. Đó giống em mặc nè chị Nga chốt rồi bình luận cho em. Chị Lê Liên có chốt thì bình luận giá mới chốt nha, 380 em đẩy đây nè, màu đen màu tím nè, 380 nha chị Nga, mình chốt rồi bình luận liền cho em màu tím. Áo này là mấy chị mặc nó sướng gì đâu luôn á, thật sự luôn, nó đẹp dữ lắm luôn mấy chị, chất vải nó rất là ok nha. Em đang sale có một nửa giá thôi đó, màu tím 65 kg nha. Dạ không có hàng thiêu đâu chị Dung ơi, hàng thiêu 1,000,000 nó cũng không thiêu. Cái này là hàng thiết kế nha, hàng thiết kế, áo lẻ là hàng thiết kế. Thường em mua 1,000,000, 2,000 một cái vẫn là hàng thiết kế, không có thiêu nha. Rồi màu tím dùm cho em, đẹp quá trời. Đẹp lắm luôn, chị gái nào chốt lượng cho em. Cho một tím nữa. Dạ chị ơi, chị ha. À, chị 75 kg nè, em ok chị My Trần nha, 380 nha, 380 một áo giá sale á. Rồi em ok chị tím nữa nè, mấy chị ơi đẹp dữ lắm luôn. Có mấy, nói chung là có ngàn mấy cái thôi chứ không có nhiều đâu các chị nha. Mấy năm trước em về nhiều lắm, năm nay là về được ít lắm. 85 kg em có nhưng mà chắc có lẽ là mẫu khác đó chị. 380 nha. Rồi chứ đẹp nào chốt thì bà lần cho em màu tím 60 kg. Ok chị Đặng Bền, mấy chị có bình luận giá mà em mới chốt hàng nha. Mấy chị gái yêu đầu ơi, mấy chị gái yêu ơi. Ok chị Đặng Bền nè, 380 ok
chị bền, em chốt cho chị size từ 60 nha. Chị đặng bền nha, 60 đến 65 kg mặc vừa luôn, màu tím 380 giùm em. Ok chị đặng bền. Trời ơi, mấy cái áo này mà mấy chị không mua nó uổng, tại vì em đang xem có một nửa giá thôi đó chị gái ơi. Mấy chị thấy vậy thôi đó chứ có một nửa giá thôi đó. Chứ không phải mắc đâu mấy chị. Rồi em ok chị đặng bền nha. Rồi. Chị gái nào thích màu kem nè, màu kem này quá trời đẹp luôn. Nhưng mà màu kem này không có size nhỏ để em mặc mấy chị gái ơi, màu kem đẹp tuyệt vời luôn ha. À, 65 kg quay đầu, màu kem nha, 65 kg quay đầu giùm cho em, sale 380. Rồi chị gái nào chốt kem mình luôn kem nha mấy chị. Chị gái nào mình thích hàng cao cấp thì mình cứ chốt ngay và luôn một cái nha. 65 kg trở lại quay đầu, 65 67 kg màu kem 380 nha. 380. Trời ơi. 60 65 67 kg mặc vừa màu kem nha. Em có hàng cả 100 kg luôn á mấy chị, nhưng mà mẫu khác giùm em. Mấy chị biết không, mỗi lần mà em về cái hàng này em bán đúng ra thứ bảy em nghỉ, mà em về cái hàng này là em phải bán rồi mấy chị biết rồi đó. Nó đỉnh của đỉnh luôn. Mấy chị có đi ốp cái gì bình luận cho em nghe. Rồi chị gái nào chốt cam 6 giùm em, 75 kg nè, cái mẫu này không đẹp cho chửi luôn. 380 cam 6 nè các chị, 380 là giá sale đó. Cho em xin cái bình luận đi, mấy chị không thích hàng cao cấp cứ nói em lên hàng thường nha. Mấy chị thích cái gì cứ bình luận cho em lên hàng cho. Màu cam này số 6 giùm cho em, 75 kg, 75 kg nha, cam. Chốt cái gì thì bình luận cho em lên hàng cho mấy chị, nhiều mẫu dữ lắm. Dạ chị Hồng Cẩm Cao cho em số ký đi chị gái ơi, 380 nhưng kèm ký giùm cho em nha chị gái. Nữa chị bền ơi, miễn ship là alo riêng cho em, chia sẻ giùm cho em 8 lần. Trời ơi là trời, thấy ghét hà. Chị Cẩm Cao mình cho số ký nha, ghét không. Rồi màu cam giùm cho em nha, cam giùm cho em mấy chị gái nha, cam. Cái này là cho em mã 2. Trời ơi, Cẩm Cao cho số ký. Đây chị Phương Nguyên, áo sau lưng lão này em có 75 kg nha, 55 75 kg. Chị Cẩm Cao ơi, kem 70 kg em không có rồi chị. 70 kg em không có. Rồi. Đẹp quá trời. Mẫu ở sau nha. Cam giùm em 380.000. 70 kg nè chị. Chị Cẩm Cao 75 70 75 kg vàng nè. Mã 1 nha, em đang mặc là mã 2. Mã 1 giùm cho em 70-75 kg vàng 380 giá sale. À rồi ok chị Cẩm Cao 65 kg em ok chị. Chị gái nào mua được một cái áo này mà giá 550 xin thưa tặng thêm một cái nữa, không nói một câu nào nữa đâu ha. Chị Cẩm Cao ok chị. Áo 100 kg chờ đi chị. Rồi chế đẹp nào chốt bình luận cho em. Cái này là màu cam mã 2 giùm cho em nha. Con bèo xuống rồi, con bánh hả? Mấy chị ơi, em đều có size hết, nhưng mà mấy chị phải cho em giá tiền và cái mẫu giùm cho em. Chị Châu Châu ơi, mình bình luận giá giùm cho em là 380 em mới chốt hàng nha chị. Chị Châu Châu có bình luận giá mới chốt nha. Chết cha. Chị tiền chết cha, trời em chốt đi. Em chưa có lựa hàng ra, em bán đại cái cam này size nhỏ 60 kg. Rồi cái màu tím này số 3, mấy chị chốt mà bình luận đúng em sẽ chốt nha. 65 kg số 3 tím ha. Quên xin lỗi, 65 kg nha, tím số 3 380.000. Chị Tuyền đợi em chút nha. Cái cây này em chưa có màu cam 65 kg, có màu cam xanh lớn. Rồi ok chị Nôn ở nông thôn. Rồi màu tím số 3 nha, giống cái màu cam em mới mặc. 65 kg số 3 sale 380.000. Chị nông thôn ok, màu vàng. Ok chị ghẻ đẹp. Cái này là hàng ăn đông nha các chị, hàng cao cấp nha. Hàng nghiêm của nó tới 700 mấy 800 một cái có hàng các chị nha. Đang sale có một nửa giá ha. Ok nông thôn nha. Em ok chị nông thôn. Mã 2 màu đỏ em có đó chị Nguyệt ơi, có màu đỏ chị gái ơi.
đỏ cam luôn chị nha. Chị Châu Châu, chị chốt cái gì vậy chị? Màu kem 65kg hả? Màu kem 65kg hiện tại em hết rồi chị nha. Châu Châu, chờ em chốt nha chị gái, chờ em chốt nha. Rồi cái này là màu đỏ nè chị Minh Nguyệt ơi. Minh Nguyệt màu đỏ giùm cho em nè. Có chốt thì bình luận ngay và luôn giùm cho em. 380.000 màu đỏ nha. Size 55-60kg số 2. Trời ơi, màu tím này nó đẹp dữ lắm các chị. Số 3 giùm em màu tím nha. 380.000. Màu đỏ số 2 giùm cho em nè. Nói chung là em có nhiều mẫu dữ lắm mấy chị. Nhiều mẫu lắm luôn nha. Chị gái nào chốt tím thì để tím 3 giùm cho em. Bánh gì cực khổ vậy? Dạ có nha chị Lê, Lê Đặng ơi, tím em có chị gái nha. 55kg mặt số 2 được rồi. Cái này nó cũng, nói chung là chất vải của nó xịn lắm. Đây 55-60kg màu đỏ giùm cho em nè. Chị Lê Đặng có chốt thì bình luận tím thì bình luận cho em. Tím nè, chị Lê Đặng có chốt bình luận cho em. Mấy chị, giờ này là mình chốt đơn thôi, mình đừng có hỏi. Mình thích là mình chốt liền cho nó đẹp nghe. Hỏi là nó hết hàng rồi tí. 55-60kg màu tím giùm cho em nè. Sale 380, mấy chị nghĩ 380 là đi làm cả đêm mới được đó mấy chị. Cả ngày mới được mấy chị, khó khăn lắm mới được á. Nên là cái áo 380 nó không phải là giá rẻ nha. Cực kỳ là mắc luôn. 380 chứ đẹp nào chốt bình luận. Nó mắc thì nó phải đẹp mới được nha. Màu tím 380 số 2, số 3, 55-65kg em có size nè. Em đang mặc là màu đỏ nha. Chị Minh Nguyệt hỏi xong em trả lời cái đi mất tiêu rồi. Cái là chốt cho chị khác là cái giọng rồi nha. Dạ chị gái đẹp ơi, gái đẹp nào đâu, quên. Từ từ, màu tím. Cái màu à. Chị Lê Đặng em ok, chị Thúy Nguyên đợi em chút nha. Chị Lê Đặng em ok nè. Chị Thúy Nguyên đợi em chút nha, tại cái mẫu này là số lớn em chưa có cầm vô, để chờ em chút. Chị Thúy Thái màu tím hả? 380 mấy chị bình luận giá cho em nha. Rồi ok chị Thúy Thái nha. 380 nè. Ok chị Thúy Thái nha, đẹp quá trời. 380. Thì thấy em ok nha chị. Rồi Kim Dung em ok. Số 3 màu tím nha. 65kg 380. Dạ chị Minh Nguyệt em hết rồi chị. Số 2 em không có tím nha. Chị Kim Dung ok. Chị Lê Đặng tím số 2 em ok. Chị Minh Nguyệt em hết. Minh Nguyệt không chốt hồi nãy hỏi không có hàng. Rồi chị đẹp nào chốt và lượng giá 380 giùm em ha. Mẫu thì em có nhiều mẫu lắm. Đỏ này đỏ đậm á chị. Dạ chị Thúy đợi em chút đi, vì là cái mẫu đó là màu tím em hết rồi, đợi em chút nha. Cái mẫu này chị có chốt thì để giùm cho em đỏ 5 nè. 75kg nha, đỏ 5 giùm em. Để em lấy mẫu khác cho mấy chị. Em đang mặc là đỏ đậm luôn á. Chờ em chút nha. Cái hàng bán này nó nặng dữ lắm luôn mấy chị nè. 1000 mấy cái luôn á các chị. Áo này đẹp dữ lắm luôn mấy chị gái ơi. 600-700 một cái mà em đang sale cho mấy chị test cái quần luôn á. 57kg em đang mặc trên người nè. Trời ơi nó đẹp dữ lắm luôn mấy chị gái ơi. Cho em lượt chia sẻ coi. Em đang mặc là màu đỏ số 2. 55-60kg màu kem nè mấy chị. 55kg mặc vừa. Chị gái nào mua màu kem hồi nãy bình luận cho em ha. Chị gái nào mua màu kem
Dạ chị ơi, chị Nguyên Thi ơi, em chốt ký chứ em không có chốt ngực chị ơi. Ngực chị biết chứ sao em biết được, khổ ghê luôn, mấy chị hỏi em khó trả lời quá. Cho em dễ dễ chút xíu mấy chị dễ xử. Trời ơi là trời. Rồi áo này là em đang lên size từ 65kg trở lại nha. Áo ăn đông thì nó có thể là 120kg trở lại, nhưng mà mấy chị biết không, tùy mẫu ha, tùy mẫu em có. Màu kem em đang là mặc số 1, 55kg là mấy chị mặc dễ thương. Em có số 2, số 3 luôn. Chị Thảo ơi, mình có chốt bình luận cho em ha. Có chốt bình luận cho em. 380 là giá sale, không phải là giá rẻ nha các chị. Không phải là giá rẻ nên là hàng nó cực kỳ là nó chất nha các chị. Ok chị nha. Chị Nguyên. À chị Nguyệt, bình luận cho em 380 nha. Ngọc, chị thích em nói chuyện ghê. Dạ em cảm ơn chị Thu, nói chuyện tiếp chết mẹ luôn rồi. Nói chuyện người ta khó nghe ở mà thích. Ok ok, mấy chị ơi, ngực là mấy chị phải đưa cho mấy ông đo chứ. Ngọc tím 380, chị Vinh đợi em chốt 380 nha. Mấy chị em chọc quê em hoài. Chị Vinh tím, màu tím 380.000. À cái này màu đen được không chị Vinh? Màu đen nó nổi bật quá trời luôn. Màu đen được không chị Vinh yêu ơi? Màu đen được không chị Vinh? Màu đen đi chị. Trời ơi nó đẹp mấy chị ơi, 65-68kg nè. Chị Vinh có chốt màu đen thì bình luận cho em màu đen nha. Em đang mặc màu kem. Cái hàng này 380 là em nói thật sự mấy chị là nó rẻ dữ lắm rồi đó. Thường hàng em nó biết mấy chị biết không, giá rẻ nhất là 550 đến 790 một cái, tại vì năm nào em cũng bán em biết mà. Chị Vinh mình chốt màu đen thì bình luận cho em màu đen. Chị Ánh ơi chốt màu đen, bình luận cho em màu đen nha, đẹp lắm. 65-68kg màu đen. Số 5-68kg màu đen nha, chốt bình luận cho em. Rồi màu kem tại em lên một lúc nó nhiều mã nha, nên là em đọc mấy chị phải bình luận theo số ký em nói nha mấy chị. Cái này là màu cam, 50-55kg màu cam nè. Cam 1 giùm em ha, cam 1 giùm cho em. Rồi cái này màu đen, chị Vinh có chút đen thì ok giùm cho em. Ok chị Nga, đen 380. Em ok chị Nga. Rồi đỏ nha. 65-68kg đỏ giùm cho em, 380 đỏ. 65-68kg mấy chị mặc nha, 380 đỏ 4 giùm cho em. Cái vải này mặc nó sướng dữ lắm, nó co giãn đã dữ lắm các chị. Dạ chị Tuyết Lan hình như có đó chị, em có size á, nói chung là có cả 100kg trở lại á, mà tại vì hàng gì không kịp để làm nó xong là bỏ ra bán luôn, không có soạn ra. Chị Tuyết Lan mình có chốt cái bình luận cho em. Em lấy cho. Chị Tuyết Lan chốt cái bình luận em lấy cho chị, màu đen nha. Dạ 100kg hiện tại em chưa có lôi ra nha, em chưa có lấy. Màu đen nè chị Tiết Lan ơi, chốt bình luận cho em 60kg nha. 60-62kg màu đen 380, chốt bình luận cho em 380 đen nè, em có size mấy chị gái nha. Màu đỏ 380 chứ đẹp nè, chốt bình luận cho em đỏ nha. 380 đỏ. Chị Tiết Lan ơi, mình có chốt bình luận cho em nha, 380 đen. Rồi đen 380 ok chị Tuyết Lan, đẹp chưa? Quá trời đất đẹp luôn. Ok chị nha, chị Tuyết Lan nha. Rồi cái đẹp nào chút vàng. Để giùm em vàng nha. Vàng là vàng 3 giùm em nha. Vàng 3 giùm cho em, 65kg vàng 3.
Dạ không có màu tím chị Nguyên ơi, màu đen nha chứ không có màu tím. Màu đen tím màu đỏ chứ không có màu. Màu đen tím nha chị Tuyền Nguyên chứ không có màu tím. Ok chị Tuyết Lan đen tím nè. 380 nha các chị. Đen tím. Em đang mặc vàng size 3. 65kg mặc vừa nha. Vàng size 3 chốt giùm em 380. Vàng 3 nha. Còn cái này tím 3. Tím 3 giùm kem 380. Vàng 3 tím 3 nè. Số 3 nha các chị. 380 giùm em. Tím 3 vàng 3. Em mặc nó rộng nó xấu quá các chị. Chị Tuyền em chốt cho chị số 4 nha. Số 4 cho thoải mái nha chị. 65 68 kg mặc vừa. Ok chị Tuyền nha. Rồi chị đẹp nào chốt cái này cho em là mã 4 nha. Mã 4 giùm cho em. Mã 4 nha các chị. Mã 4 giùm cho em. Size em đang có là size từ 55kg nha. 55 đến 75kg. Mã 4. Mã 4 nha. 55 đến 75kg. Mã 4 giùm cho em. Mã 4 này em sale cho mấy chị 350. Mã 4 nha. Dạ chị Tuyền hồi nãy giờ không có đen à, không có cam. Không có tay hay sao á chị? Chị Thảo Nguyên ơi, tím này tím 3 nha. Chốt rồi bà lận tím 3. Tím 3 là 60-65kg nha. Tím 3. Mã 4. Mã 4 em có màu kem màu đỏ chị. Màu kem màu đỏ màu đen nha chị. Kem đỏ đen giùm em ha. Mã 4. Dạ chị Thảo ơi, tím 3 là 60-65kg. Chị có chốt không? Chị bình luận số ký đi. 60-65kg giùm cho em nha. 60-65kg mặc vừa, chốt bình luận cho em 380, bình luận giá luôn nha. Tím 3 là 380, chốt bình luận cho em giá tiền. Dạ 90kg chắc em có nhưng mà em chưa có khui hàng ha. Dạ chị Thảo ơi, em nói tím 3 là nó 65kg, chị có chốt bình luận 60-65kg. Em bỏ ra rồi nha. Đen 65kg. Ok chị Lưu Liến nha. Chị Lưu Liến em ok à, cái mã em đang mặc mã 4 á, em sale cho mấy chị 350 nha. Chị Lưu Liến ok. Dạ chị Trang ơi, mình phải có màu cho chị coi tím 3 đi. Cái này hồi nãy em bán nhiều lắm á chị Tuyền. Cái này là số 3 nha, còn nãy là chị mặc số 4. Nãy em chốt cho chị size 4 nha, còn này là size 3. Nãy em bán cho đầu la vô khách mua mấy cái luôn á. Rồi tím 3 giùm cho em, 3 là 65kg mặc ok luôn. 4 là 65kg đến 68kg nha. Rồi chị đẹp nào chốt cái đen này thì để em cho em đen mã 4 nha, size 3.5 nha. Cái này tím giùm em nè, tím 3 chị nha. Chị Tuyền hồi nãy là số 4 nha, còn này là số 3. Mấy chị mặc cái này nó dễ lắm, tại vì nó thoải mái cực kỳ. Tím 3 luôn. Ok chị Tuyền nha. Mấy chị chốt là chắc chắn em nha, chứ có hàng mà mấy trăm ngàn mà xả ra là buồn lắm nha. Xả ra là chốt lại nó cực lắm. Rồi em có màu kem nè. Màu kem nha. Chốt và lượng kem màu kem. Mã 4 đen. Ok chị Tiết Lan. Dạ chị Thảo ơi, mình cứ tím 3 hoài mà em chốt không chịu, em bỏ rồi chị. Rồi đẹp quá trời màu kem nha. Chị Tiết Lan 60kg đen. Chị Tiết Lan ok 60kg đen nha. 350 và lượng kem. Dạ có nha chị Trương Thúy ơi, cứ bình luận giá tiền là em chốt hàng thôi à nha. 350 áo em đang mặc. Còn mấy cái ghi hồi nãy em like là 380 nha. Có
70kg nha chị Trương Thủy nha. À chị Quỳnh Chi ơi, chị cái này chị muốn chốt 80kg em lấy cho chị, đừng lấy số 4 nha. 80kg đi cho nó thoải mái. Chị Chi có chốt thì ok. Có chốt thì bình luận 75-80kg em chốt cho, đừng lấy số 4 nha. Nó không như áo đâu mấy chị gái nha, nó không như đàn áo à. Chị Châu Châu, chị không có màu, em đâu biết màu gì đâu, chốt chị gái. Chị Châu Châu là hồi nãy có một cái rồi nha. Chị Châu Châu hồi nãy có một cái rồi. Chị đang à, chị Chi ơi, em chốt cho chị size 75-80kg nha. 75-80kg, 75kg, 80kg nha, số 6 nha. Chị Quỳnh Chi nha, chứ số 4 không mặc được đâu chị nha. Cái này là phải chốt số 6 nha chị Quỳnh Chi, 75kg nha. 350 mấy chị mình là luận giá giùm em cái mẫu em đang mặc. Chị Châu Châu hồi nãy có một cái rồi ha. Màu kem dạ chị Nguyễn Hiệp ơi, vui lòng có số điện thoại giùm em thì cục cưng ơi. Mấy chị ơi, mua hàng qua mạng mà không có số điện thoại đó chị cùng ai. Mấy chị gái ơi, gái ơi. Mấy gái ơi. Lấy một cái số 1 đỏ đậm mã sau lưng. Dạ chị Bích Phượng ơi, ở sau lưng em chưa có số 1. Chị gái đẹp ơi. Chị Hiệp ơi, vui lòng có số điện thoại giùm cho em. Màu kem, màu kem này có 350 à. Dạ chị Chi, em chốt cho chị size 6 rồi đó nha. Một cái đỏ. Chị Bách Phượng ơi, chị Bách Phượng ơi, số 1 nè. Số 1 là màu kem ở sau lưng nè. Chị Bách Phượng có chốt em để liền cho. Cái màu kem ở sau lưng là số 1 nè chị Bích Phượng. Có ok thì ok em cho em 380 nè. Chị Bích Phượng có chốt bình luận cho em. Dạ chị Nhật Trần, đợi em tí đi chị, để em coi hàng nha chị gái yêu ơi. Bích Phượng có chốt màu màu kem thì ok dùm cho em một cái đi. Áo ở sau lưng nè chị, màu kem nè, có ok dùm em liền nha. Ok liền một cái đi rồi chốt thêm. Trời ơi có nhiều mã lắm mấy chị ơi. Chị Bách Phượng có chốt số 1 thì ok liền cho em nha. Mấy chị ơi đừng làm em rối mấy chị. Chị Bách Phượng có ok nè. Cái màu kem này ok mình em. Bách Phượng có ok thì để màu kem cho chị Quỳnh Chi một một cái màu kem ở sau này đi, đẹp lắm nha. 380. Ok chị Hiệp nha chị, ok. Màu kem ok chị gái. 60kg em chốt số 2 nha. Mặt nó vừa đẹp. Em ok chị Hiệp nè, chị Bách Phượng có chốt thì ok liền cho em. Số 1 50-55kg mặt vừa. Em ok chị Kem nha chị Hiệp ơi. Trời ơi đẹp quá mấy chị gái ơi. Rồi chiếc đẹp nào chốt màu cam bình luận em cam nha. Cam em đang mặc là cam 1 và cam 6 ở salon. Cam 6 là 75kg nha các chị. Cam 1 là 55kg. 380. Cam 1 và cam 6 nha. Chị Hoa 10, tím 3 em hết rồi. Chưa thấy nha. Chị Hoa 10 ơi, chốt cái khác được không chị? Chị Hoa 10 ơi, chốt màu vàng được không chị ơi? Chị Hoa 10 màu vàng được không chị? Bàn 3 được thì ok dùm cho em. Dạ bây giờ em chưa có lên đồ bộ nên em chưa chốt được chị Châu Châu. Rồi cái này màu vàng 365kg nha. Vàng 365kg chứ đẹp nào chốt đúng thì em sẽ chốt. Vàng 365kg nha. 380 chị Hoa 10 có chốt vàng thì ok dùm cho em. Rồi màu cam này là em có size 55kg và 75kg ha. Cam 6 và cam 1. Rồi cái màu vàng 3 này chị Hoa 10 có chốt thì vàng 3 của cái mẫu màu tím á. Sale 380 nha. Mã 4 đen. Mã 4 đen 70kg. Chị Trương Thủy bình luận cho em 4 đen đó là 350 giùm cho em mã 4. Chị Trương Thủy bình luận giá 350 nha. Tại em đang sale 350 và 380. Có thể là tới 450 có luôn nha. Nên mấy chị phải bình luận giá 350, 65, 70kg nè. Chị Trương Thủy em ok nha. Chị Diễm
Áo sơ mi bên em bao la, em đang la cái này nha. Sơ mi 270 một cái có hàng. Dây chân thủy và lượng 350 giùm cho em. Áo vàng 380 nha, chế đẹp nào chốt và lượng cho em. Tại em đang mặc nó rộng á. Mặc chị Hoa Lê, số 1 là bên em nhỏ nhất, chị có chốt được thì lấy nha. Số 1 là nhỏ nhất. Rồi em ok, em cảm ơn chị Trương Thúy. Rồi cái này là số 3, 65kg nha các chị nha. 380, 3 vàng. Chị Bông Châu ơi, kem 1 cho em số ký đi cục cưng ơi. Số 1 là nó size nó bé lắm nha. Chị Bông Châu, số 1 là size 50-55kg đó chị gái. Chị Bông Châu bình luận cho em số 1 50kg hay là 45kg hay 55kg bình luận 350 giùm cho em. Chị Bông Châu đúng ok cho em số tiền 350 nha. Mấy chị cho em số ký đi. Dạ chị Hoa Mùi, vậy đợi em chút. Chị Bông Châu kèm ký mấy chị bình luận giá mấy em luôn nha. Kèm ký kèm giá giùm em đi mấy chị. Chị Hoa Mùi để em lên cái màu tối màu đen cho chị được không? 65kg. Đây màu đen nè. Đen 4 nha, chị Hoa Mùi có chốt để đen 4 giùm cho em 65-68kg nha, 380.000. Đen 4 380 nha. Đen số 4 á. Chị Bông Châu mình chưa có số ký, em chưa chốt được nha, chưa giá tiền em cũng chưa chốt luôn. Rồi chế đẹp nào chốt bình luận cho em đen 4, đen số 4 nha. Đen số 4. Dạ. À, ok chị Bông Châu, số 1 là 5. Ok chị, 54kg. Chị Trần Biên ơi, xấu kìa cha em chứ ha. Đâu cần thiết là chị phải xem đẹp hay xấu đâu, xấu kìa mẹ em ha. Miễn sao có tiền ăn là được rồi. Nha. Rồi chế đẹp nào chốt bình luận cho em đen số 4 nè, chị Hoa 10 có chốt thì bình luận cho em 380. Đen và đỏ số 4 nha, 380 giùm cho em nè chị Hoa 10. Đen và đỏ nha, số 4 giùm cho em 380. Em đọc mà mấy chị không chốt, lát em qua rồi thì mấy chị đừng có hỏi lại, em không có nhớ nha. Rồi cái này là số 1, chị gái nào chốt đẹp đỏ 1 giùm cho em 50-55kg 380 đỏ 1 nha. Chốt phải đúng cái tem em đọc thì mấy chị chốt. 50-55kg số 1 380 nha. Số 1 là xe bé nhất. Số 1 380 nha. Số 1 50-55kg số 1 giùm cho em 380 các chị. Rồi em ok chị Thảo Nguyễn nha. Màu đen 2 nè. Ok chị gái nha, 380 ok chị. Rồi em đang mặc là đỏ 1 giùm em. Đỏ 1 là mấy chị 47-48kg đến 55kg mặc vừa, 380 đỏ số 1 nha các chị. Ok chị Thảo Nguyễn đen. Tao xấu kệ tao. Mấy chị ơi, xấu đẹp gì, xấu kệ cha người ta đi mấy chị gái ơi. Ức chế hả mấy chị. Rồi chế đẹp nào chốt bình luận đen 1 giùm cho em nha, 380. Rồi màu tím số 2 nha, 380, 55-60kg mặc vừa, màu tím. Tím số 2 giùm cho em. Màu tím số 2 nha, bao xịn bao đẹp. Đẹp quá trời mấy chị, màu tím giùm em. Màu tím nha, chốt rồi bình luận cho em. Có chị nào mình thích đồ bộ hay gì cứ nói em lấy cho nha, có chị. Thích đồ bộ hay gì nói cho em. Alo. Dạ. Alo, dạ nghe. Có phải là số điện thoại bán được bán cái số không chị? Dạ em không có bán cái số chị ơi. Rồi ok chị Quỳnh Chi màu cam nha. Em ok chị Quỳnh Chi màu cam 380 nha chị Quỳnh Chi. Ok chị Quỳnh Chi nha, 380. Màu cam 380 nha chị gái nha. Đẹp lắm. Rồi chị đẹp nào chút. Đỏ 1 giùm cho em 48-50kg mặc vừa 55kg ha. Màu vàng. Má em mặc hiện tại em đang thấy còn màu vàng.
Rồi chế đẹp rồi, chốt bình luận cho em màu đỏ 1 nha, 380.000. Nói chung là mã thì em rất là nhiều, mẫu mã rất là nhiều mấy chị gái nha. Gái nào chốt màu đỏ 1 rồi bình luận cho em, tại em qua rồi là mấy chị hỏi lại em không có nhớ. Cái màu cam này á là không biết còn hàng hay không, nhưng mà hiện tại em bóc được có một cái thôi. Số 1 là 50 55 kg ha. Số 1 em xả 350. Bích Phương ok, lấy đỏ 1 ghi 380. Ok chị gái đẹp. Rồi cái màu cam này số 1 giùm em nha, 50 55 kg. Mấy chị em xả cái này 350 luôn cho. Cái này là hàng nghiêm của nó 600 lận. Rồi em ok chị nha, chị Bích Phượng, Bích Phương. Áo em đang mặc á là nói chung là tới 600 mấy á, cam nha. Em xả 350 số 1 á, 50 55 kg mặc vừa. Dạ em chào, em cảm ơn chị Quỳnh Chi. Chị gái nào chốt bình luận cho em màu cam nha, có một cái thôi mấy chị gái, hiện tại có một cái nha. Chị Quỳnh Chi mình chốt cái mẫu này không, đẹp quá trời, màu vàng màu kem. Dạ 60 kg em có mẫu khác chị, 60 kg em có mẫu khác nha. Ok chị Châu nè, 55 kg nha chị, 54 55 kg nha, em có 51 kg à. Ok chị Bông Châu, mấy chị thích mặc thoải mái á thì mấy chị kim lấy số 2. Rồi cái này là số 1 đen nha, số 1 đen giùm cho em. Số 1 đen em sell cho mấy chị 350 một đen. 48 55 kg một đen nha, sell 350. Mấy chị ơi, nếu mà hàng mà bình thường á, giống giày này em xả có 130 cái à. Nhưng mà nói xin thưa là cái hàng đó có 180 nè. Còn hàng này tới 600-700 một cái nha các chị. Nó khác nhau hoàn toàn nha. Chị Chi em chốt cho chị tới số 6 là bự lắm luôn rồi đó chị Chi nha. Ok chị Bông Châu nè. Rồi chiếc đẹp là chốt và lượng cho em. Màu đen này em xả cho mấy chị 350. Đen số 1, không đẹp không lấy tiền. Hàng là hàng nói chung là cực chất luôn. Rồi đen số 4, 65 kg nè. Chiếc đẹp là chốt đen số 4. Em lên hàng sale quá là em lên lẻ mẫu, nó lẻ sai lẻ tùm lum luôn. Nên chị đầu gà, chị gái nào chốt thì bình luận theo cái số mà em đọc số ký nha. Rồi 60-65 kg mặc vừa sale 380. Đen 4 nè. Đen 4 nha. Chị gái nào mình thích mà hàng cao cấp thì mình chốt nha. Rồi em đang mặc đen 1, 350. Mấy cái áo này mà mấy chị không chốt là mấy chị uổng lắm luôn á. Chị Tiết Lan, chị muốn mua mẫu nào chị gái ơi, tiệm có nhiều mẫu lắm nha. Rồi đen 4 dùm cho em nè, xả 380 nè mấy chị, 60-65 kg nè, 65 kg mặc vừa đẹp nha. Đen 4 dùm cho em, trời ơi nó cực kỳ là nó đẹp mấy chị gái ơi. 380 đâu có phải hàng rẻ tiền đâu mấy chị, nó đỉnh dữ lắm, nó rất là đỉnh, rất là đẹp. Rồi chế đẹp nào chốt tiếp bình luận cho em nha, muốn luôn rồi bộ hay gì thì nói cho em để em biết em like mấy chị gái nha. Rất là nhiều hàng luôn. Chuyên lê áo vàng 380.
đẹp lắm các chị ơi, màu đỏ size 380 luôn nè, màu đỏ size 380 nha. Rồi màu đen dùm cho em 380 chị, 65kg nha. Rồi áo màu xanh này là xanh số 1 nè, xanh số 1 dùm cho em nha mấy chị, 48-55kg mặc vừa dùm em, size 350 xanh nè. Dạ chị Huỳnh Hoa, chị có chốt không hả? Chốt em lấy liền cho. Đồ bộ bao nhiêu ký? Rồi đẹp quá, số 1 là không vừa 60kg nha. Chị chốt thì cứ cho số ký em chốt. Rồi cái xanh này là size 48-55kg mặc vừa số 1 dùm cho em nha. Số 1 là 48-55kg, 350. Còn đen này là 65kg nha chị Út Tí nha. Đẹp lắm mấy chị. Em đang mặc là xanh nha, 350. Đen này 60-65kg mặc vừa nè. Chị Út Tí có chốt thì bình luận cho em ha. Size 380 màu đen, 380 nha. Còn đen số 1 là mấy chị 50-55kg mặc vừa, 48-55kg. Nói chung là mẫu nào em cũng có size hết trơn, nhưng mà hiện tại em chưa lấy vô thôi ha. Mẫu nào em cũng có size. Đẹp dữ lắm. Các chị nào mình chốt đồ bộ thì nói em lên cho nha. Đen 1 em ok chị. Em ok chị Hoa Lê. Đen 1 ok chị gái nha. Cái này em có size đó mấy chị, nhưng mà bây giờ nhà hàng em nhiều quá em chưa lôi xuống được. Đồ bộ bên em á, chị gái nào chốt thì nói em lấy cho. Chị Hoa Lê em ok đen số 1 nha. Cái này tất cả là hàng cao cấp mấy chị gái nha. Em đang like là hàng cao cấp. Rồi màu kem nha các chị nha. Rồi đẹp quá, màu kem dùm cho em 65kg nha. Kem 60-65kg mặc vừa. Kem em đang xả 380 màu kem nha. 380 dùm cho em, 380 màu kem nha. Size 60-65kg mặc vừa, 380 màu kem. Chị Huỳnh Hoa, nếu mà mình coi thì khi nào em like coi cho nó sẽ dễ nha chị. Chị Hoa dịp 10 em lên có nhiều hàng lắm đó chị chốt được cái nào thì chốt nha. Rồi một đen, chứ đẹp rồi, chốt một đen này đẹp lắm. Một đen dùm chị em nha, sale 380, một đen 48kg đến 50, hơn 50kg mặc được. Một đen nha, xả 380. Một đen dùm chị em xả 380 nha các chị. Một đen xả 380 chốt vào lượng cho em. Đây mấy chị, 350 là số 4 nha, 65kg mặc vừa. Cái mẫu em vừa mặc xong nha. Em vừa mặc xong mấy chị gái nha. Đây, đẹp quá trời. Đen giùm em 65kg nha, 350. 60-65kg đen, 350 nha. Màu đen giùm cho em. Em đang mặc là 380 nha, số 1 giùm em. Mấy chị chốt cái gì mấy chị bình luận em lên hàng nha. Màu đen số 4 dùm cho em, 350. 65kg mặc vừa. Đẹp dữ lắm mấy chị. 350 đen 4 nè.
ví dụ mấy chị kết thích đồ bộ hay mấy chị bình luận cái gì em lên cái đó, chứ mấy chị em đâu có biết like đâu mấy chị nha. Hàng thì nó rất là nhiều, về là không có chỗ để luôn á. Có chốt mày bình luận cho em nha. Mấy chị còn thấy được em không? Còn thấy xem xin cái bình luận đi. Tại vì em qua rồi chút em, mấy chị hỏi em không nhớ. Chị Nhật Trần, chị có chốt không? Nếu chốt thì em ra tiền cho. Chứ giờ em leo lên em lấy rồi mà chị không chốt nó mất thời gian đó nha. Chị có chốt chắc chắn thì em sẽ kiếm cho. Tìm cho rồi em lên một mẫu này nữa em mua sẽ qua hàng khác nha. Cái này là màu hồng dùm cho em số 1 nha, 48-55 kg màu hồng dùm cho em 380 nha. Tại vì em khui nhiều quá mà mấy chị không chốt lát hỏi lại ấy, em không có làm được. Rồi màu hồng dùm cho em số 1 nha, 48-55 kg mặt vừa. Cái này em có 75 kg luôn. 75 kg em có màu khác nha. Xe 380. Áo này là 700 một áo đó các chị. Màu hồng nha, 45-48 kg đi mặc vừa đến 55 kg luôn. Màu đỏ phía sau có số 6 cho một cái. Cái này số 3 chị ơi, số 6 em hết. Rồi chế đẹp nào chốt, cái này là size 4 mấy ký mặc vừa nè. 4 mấy ký mấy chị mặc ok nha. Chị Tuyết Lan ơi, màu hồng khác, màu khác cho chị. Màu khác cho chị Tuyết Lan. Có size nhưng mà không phải màu hồng chị. Được không chị? Màu cam đi chị gái. Màu cam đi, nó vừa xa chị nè. Màu cam rất đẹp luôn. Màu hồng này là số 1. Màu cam đi chị Tuyết Lan, đẹp quá trời luôn á. 380 một áo nha. Đơn này thứ 2 mới chốt nha các chị. Dạ chị Thảo ơi, nói số 1 nha. Chốt bình luận cho em số 1 em mới bán. 48-50 kg, hơn 50 kg số 1. Trời ơi, màu cam nó đẹp mấy chị gái ơi. Áo này là 6-700 một áo đó các chị. Rồi chốt bình luận cho em màu tím số 2 nha các chị. Tím số 2 là 55-60 kg nè. Rồi màu tím, ok chị Lan nè, màu cam. Rồi em có màu tím nha, tím là số 2. Sale 380 nha, tím số 2 dùm cho em. Tím số 2. Dạ chị Thảo ơi, em hết cam. Màu tím số 2 dùm cho em nha, đẹp quá. Màu tím và màu rêu nè mấy chị. Màu tím màu rêu nha, đẹp quá. 380. Ok chị Tuyết Lan. Màu tím màu rêu nha, chốt một lượng cho em. 380 mấy chị. Rồi chế đẹp này chốt bình luận nha, tím dùm cho em. Tím, màu cam gì em cũng có số 3 hết nha các chị. Tím, cam, số 3 em có. Màu rêu 380 nè, chốt bình luận cho em, tím em có số 3. Màu rêu, trời ơi, mấy cái mẫu này nó đẹp gì đâu luôn mấy chị gái ơi. Số 2 màu rêu nè. Số 2 rêu nha, chị gái nào chốt bình luận cho em.
Chị Tuyết Lan ơi, quất thêm cái gì nữa đi chị. Cái hàng này nó đẹp dữ lắm. Màu rêu, màu tím giùm chị. Đẹp xuất sắc luôn á. Mẫu này em không có 65kg nha. Không có. Em chỉ có cái màu tím 75kg màu tím nè. Tím 65kg em có, tím 75kg em có. Tím 65-75kg em có nè, tím. Đẹp quá trời luôn. Tím 75kg nha. Gái đôi chốt và lượng tím. Rồi em ok chị Hoa 10. Màu rêu nha, 308. Màu rêu cho chị số... số 3. Ok chị gái nha. Dạ chị Nhật Trần ơi, vậy khi nào em có hàng em vô lên là chị xem ha. Rồi ok chị Hoa 10, màu rêu 380 nha. Đẹp lắm á chị. Màu cam em có 75kg nè. Màu cam nha, chị gái rồi chốt 75kg em có cam 6 nè, à xin lỗi màu đỏ. Màu đỏ nha, chốt vào lần cho em màu đỏ nè, 75kg ha. Đẹp xuất sắc luôn. Có chị nào mình thích chốt đồ bộ hay gì mấy chị mình lựng cho em để em lên cho ha. Đẹp quá trời màu kem mấy chị gái nè. Màu kem 60-65kg màu kem. Đồ bộ em có nhiều size, nhiều mẫu nha các chị. Nhiều mẫu lắm. Đồ bộ rất là nhiều. Áo em đang mặc màu rêu nha các chị. Màu rêu dùm cho em. Rồi đồ bộ mẫu mới dùm cho em nha. 55-75kg em có size màu rêu, beo rêu nha mấy chị. 160.000 beo rêu nha. Beo rêu dùm cho em. 55-75kg mặc vừa dùm cho em beo rêu. Cái mẫu này là mặc là bao sang các chị nha. 160.000 beo rêu 160. Chốt về bà lận cho em nha. Beo rêu, beo vàng, beo đỏ, beo xanh, beo cam. Đẹp lắm nha, chốt bình luận cho em. Beo. Beo rêu, beo xanh, beo đỏ, beo vàng, beo cam giùm cho em luôn. Nè Thi, coi cái này là cái gì nha. Coi đi. Rồi có chế đẹp nào mình chốt á, thì bình luận cho em. 55-75kg em có. Hàng beo này là hàng xuất sắc, hàng mẫu mới luôn. Đây em có beo vàng nha các chị. Beo vàng nè, beo hồng nha. Rồi beo rêu, beo đỏ. Đây beo hồng nha các chị nha, beo hồng. Ok chị nghe. Em có beo vàng nữa, chốt đủ beo đi chị. Tại cái hàng beo này là bao xuất sắc luôn. Chất vải nó ok lắm. Beo hồng nhìn cho em nè, beo vàng nha. Beo vàng, beo rêu, beo đỏ luôn. Đẹp dễ lắm luôn á. Em chốt cho chị số 3 là mặc được nha chị Nga nha, cho nó đẹp. Beo xanh, beo đỏ, beo vàng, beo rêu, beo cam nha các chị nha. Beo xanh dùm cho em nè, không đẹp là không lấy tiền nha. Chất vải của nó rất đã luôn. 160.000.
beo hồng, beo đỏ, beo xanh, beo rêu, beo cam, beo vàng chùm cho em. Trời ơi, cái vải này em nói mấy chị mặc nó sướng gì mà nó sướng dữ lắm luôn. 160.000 các chị. Beo hồng nè mấy chị nè, beo vàng, beo hồng nha, beo cam, beo vàng giùm cho em nè. Beo vàng giùm em ha, đẹp dữ lắm. Ok chị, beo vàng. Em có beo đỏ, beo hồng luôn đó chị. Beo đỏ, beo hồng nữa đó chị nghe. Đẹp lắm, có 160 nhưng mà đẹp lắm. Beo xanh, beo đỏ, beo vàng, beo cam nha. Có 160.000 thôi các chị, 55-75kg mặt vừa. Dạ em ok chị Oanh. Ký em có, chỉ có áo số 1 là 4 nhỏ nhất thôi ha. Ok chị Mai Tuyết, beo riêu, ok chị Oanh. Em ok chị Oanh nha. Beo hồng, ok chị Mai Tuyết. Cũng đẹp hết nha các chị nha, 160.000. Chị Mai Tuyết ok beo hồng. Beo này mặc sướng lắm nha. Chị Oanh em ok. Chị Châu ơi, nãy giờ chị chưa có chút đồ bộ, bây giờ mới có nha chị. Beo hồng số 3 ok chị gái nha. Số 3 là 65kg giùm kem. 160.000 mấy chị chốt đi, đẹp lắm. Beo nâu. Chị Hương ơi, đâu có beo nâu chị gái. Có beo vàng thôi chứ đâu có beo nâu chị. Beo vàng chứ không có beo nâu đâu chị gái ơi. Chị Mai Tuyết ơi, em có beo vàng nè. Beo vàng nha. Em lấy theo cái cổ nè. Beo vàng. Rồi em đang mặc lại beo xanh nè. Em có beo hồng nè. Beo rêu nè. Đó. Chứ chị Ngọc Phương, em đâu có beo nâu chị. Cái này là beo vàng nha. Cái beo này mấy chị mặc sướng lắm. Co giãn rất sướng luôn á. Beo vàng, beo hồng, beo rêu, beo xanh mấy chị gái ơi nha, đẹp xuất sắc luôn. Beo vàng chứ đẹp rồi, chốt và lượng cho em chứ đâu có beo nâu đâu. Beo xanh, ok chị Mai Tuyết, beo xanh đẹp lắm.
beo vàng, beo hồng, beo xanh mấy chị, beo rêu. Đẹp xuất sắc luôn. Chị Mai Tuyết beo xanh đẹp dữ lắm đó chị. Có 160 một bộ mấy chị gái nha, rất là xịn sò, rất là đẹp. Beo hồng, beo rêu nha mấy chị nha, beo vàng, beo cam. Chị beo rêu, beo xanh, beo vàng, beo cam nha các chị nha, đẹp quá trời luôn. Đây là beo xanh nè các chị, vải beo là mấy chị mặc sướng lắm. Beo xanh, beo rêu, beo xanh, beo rêu nha. Áo thì em có số 1 là size bé nhất, đẹp lắm. Beo vàng ok chị Ngọc Hương, beo vàng. Cái này là beo xanh nè các chị, beo xanh nha. 160.000 nhưng mà đẹp lắm mấy chị gái ơi, vải nó rất là đẹp. Ok chị Ngọc Hương nha, có chút thêm không chị, đẹp lắm luôn á. Cái beo này mặc nó xứng lắm. Ký 75-77 ký em có size mấy chị gái nha, 160.000 em. Beo vàng, beo rêu, beo xanh, beo hồng. Đẹp tuyệt vời luôn á. Beo này mấy chị mặc rất là đẹp luôn. Beo rêu nè mấy chị. Beo rêu nha, chốt và lượng cho em beo rêu nè. Beo rêu, beo xanh, beo vàng, beo cam. Đẹp lắm. Chị này gái nào thích bà bông nhí, em có bông nhí nha các chị. Bông nhí em có. Đẹp chưa mấy chị, rất là đẹp luôn. 160.000 nha. Rồi áo màu tím em cho em 75 ký nè. Tím 75 ký nha. Áo tím 75 ký. Em đang sale 380 áo tím nha. Áo tím sale 380. Áo màu tím sale 380 nha. Mấy chị có thấy được em không? Hồi nãy coi cái tin nhắn đó chưa hay? Rồi chốt bình luận cho em mấy chị gái ơi. Em ru rồi em đâu biết đường lên đâu mấy chị. Có mấy chị có chốt gì bình luận cho em để em biết lên nha. Có chốt gì bình luận cho em để em biết em lên. Beo nhí xanh nè các chị. Beo xanh nha. Beo nhí mà em 75 ký nè. 160.000 beo. À xin lỗi, bi nha. Bi nhí á, 75 ký bi nhí nè. 160 nha, chốt bình luận cho em. Bi nhí, bông nhí dùm cho em. Size số 4, 75, 77 ký mặt người dùm cho em nha. Xanh dùm em, bi xanh nhí nè. Bi tím dùm em nè. Tím nhí nè mấy chị. Xanh nhí nha, 160.000. Cam hồng nhí dùm em nha, 160.000. Đây màu hồng dùm cho em, màu cam nha, màu tím nha các chị. Rồi màu cam em đang mặc là màu xanh. 160.000 chốt và lượng cho em nha, rất là đẹp luôn.
Dạ chị Châu ơi, em không biết mẫu 190 là mẫu nào thật sự. Chẳng khi nào mà hàng xả em mới có hàng, em xả lộn xộn giá nha, chứ không có mẫu nào 190 cả. Ví dụ hàng 200 mấy có thể là em xả xuống nha. Rồi chốt bình luận cho em Bi Nhí Cam. Em xả là tá lã giá, giá nào em cũng xả hết. Rồi chốt bình luận cho em Bi Cam nha, Bi Nhí Cam. Hàng xả thì em dạ xả nhiều giá lắm, bây giờ em không biết cái mẫu nào 190 luôn. Em đụng tới đâu là em like tới đó thôi. Ok chị, tiếp nha. Ok chị tiếp nè. Dạ chị lưu luyến em tùy mẫu chị ấy, có mẫu có, mẫu không. Có mẫu có nha, có mẫu không. Rồi em ok chị Mai Tuyết. Đẹp lắm đó chị. Bi Nhí nha, chốt vào lượng cho em. Còn cái này bi cam. Bi cam to nè, 55-60kg nha. Bi to 55-60kg mặt vừa, 160.000 một bộ. Bi to nha, cam to dùm cho em 55-60kg. Chị gái nào mình có cần ví dụ như dầu gió hay là dầu gì có đầy đủ nha các chị ha. Kem đánh răng, bàn chải đánh răng hay là cái gì cũng có. Chị gái nào chốt thì cứ bình luận cho em lấy cho đủ hết nha các chị. Áo nhỏ, quần lót gì có hết nha. Khăn này là 18.000 một cái nha các chị. Khăn lau mặt nhưng mà rất là xịn sò. Chị gái nào chốt kèm đơn thì chốt ủng hộ em ha. 18.000 một khăn lau mặt nha, thấm hút nước rất là ok luôn. 18.000 nha các chị. Đúng ra khăn này nó có 5-6.000 thôi, nhưng mà đó là họ loại thường nha. Còn cái này là loại xịn á. 18.000 một khăn nha, chốt về bình luận cho em. 18.000 nha chị gái nha. Khăn 18.000 em hết rồi, tốt của em lên hết, em còn có vài cái thôi, ít cái thôi ha. Chốt về bình luận cho em. Có chị nào mình có muốn chốt nữa thì bình luận cho em cái nha. Còn không thì em kết thúc like nha mấy chị. Tối thứ bảy em like xíu thôi, tại vì cũng không có đi đơn được ngày mai. Ok chị Mai Tuyết ba khăn. Cái này xả cái gì vậy Hy? Ok chị Mai Tuyết, khăn này là tối hôm qua em bán giành giật đó mấy chị. 25.000 cái nha, khăn tắm, khăn gọi nha. Em còn 4 cái, 5 cái. Tại cái khách này mua có mấy khăn mà đòi miễn ship, một cái khăn em đòi có 2.000 à. Mua 6 cái khăn đòi miễn ship em xả nha. Chị gái nào chốt và lần ủng hộ em luôn đi, có 5 cái thôi, cái 25.000. 25.000 nha, khăn tắm nha các chị. Em còn 5 màu nè, chứ đẹp mà ủng hộ em luôn đi cho nó hết. 5 cái 5 màu nha, 25.000 một cái. Khăn này ok lắm nha các chị nha. Em có 5 cái khăn, tối qua em bán hết rồi sốt. Cách này đòi miễn ship á, bên em bán hàng hậu gió, bây giờ không có miễn ship. Tại công ty nó ship nó ăn tiền, chứ bên em có ăn được đồng nào đâu mấy chị. Khăn này là 18.000 nha. Khăn em còn 5 cái giá 25. Chị gái nào chốt bình luận ủng hộ em luôn ha, có 5 cái thôi. Có kem đánh răng, bàn chải, nói chung là có đầy đủ. Nếu mấy chị cứ cần gì mấy chị cứ bình luận cho em, lấy cho. Rồi em cảm ơn chị Mai Tuyết nhiều lắm. Cảm ơn chị gái nha. Dạ chị Tuyền em hết rồi, để mấy hôm nữa em về nha. Mấy hôm nữa em về có khăn tiếp mấy chị. Chị tốt rồi, áo sau là size 60kg, 65kg mặc vừa, 380 giá sale. Chị Bột, chị thì tốt có chốt thì lỗi em ha, 380 giá sale. Khăn mấy bữa nữa em về nha mấy chị gái nha, mấy bữa nữa em về thêm. Tại vì em mới bán cái mấy cái này em lấy cho coi thử cái nào loại nào mà mình thấy xài ok tốt thì mình sẽ lấy mình bán hoài. Còn mới thì mình chưa có dám lấy nhiều các chị. Chị Mai Tuyết ok. Có dầu gió nha mấy chị ơi, dầu đầy đủ luôn nha. Quần là cái gì cũng có các chị nha, quần lót áo ngực quần què cũng có.
cái gì cũng có nha các chị. Áo sau lưng là 65kg, chặt mặt vừa, size 308. Nói chung là có nhiều đồ lắm mà em không có biết giới thiệu mấy cái đó mấy chị gái nha. Chốt cái gì quần áo đi, chốt bình luận cho em. Màu cam nha, chốt bình luận cho em, màu cam. Dạ, em ok chị Oanh, size khăn 18, một dầu. Ok chị. Rồi áo này là size 65kg nha. 60-65kg mặc vừa, sale 308 đen. 60-65kg nha, đen. 308 giá sale, màu đen dùm cho em. Ok chị Oanh. Trời ơi, chị Oanh ơi, em nói thiệt tình năn nỉ luôn. Em còn có một cái chị mua dùm em luôn đi, ba cái nha. Chị Oanh ơi, có một cái nữa không có nhiều á, ủng hộ em luôn cho hết đi chị gái đẹp nha, được không chị? Em sạch bọc luôn rồi nha. Trừ khi ngày mai không nghe điện thoại, có khách không nghe em còn thôi. Chị Oanh ủng hộ em ba cái luôn được không chị? Rồi ok, cảm ơn chị nha. Dầu này 50 ngàn một hộp nhưng mà mấy chị xài rất là ok luôn nha mấy chị gái nha. Dầu Thái đó các chị. Rồi em cảm ơn chị Oanh nha. Mấy bữa nay em về khăn lớn, ngang nó 50, dài nó tới 1 mét lận. Rồi ba cái khăn với lại một chai dầu ok chị gái nè. Bình luận thứ hai nhưng mà em còn ba em bán cho chị ba luôn. Rồi cảm ơn chị nhiều lắm luôn. Long An xếp hàng được chưa? Cũng đầu mà muốn mua mà hỏi nè. Chắc chưa chị gái đẹp quá em ơi, chị Oanh ơi, em rất là muốn bán cho chị luôn. Đây là khách nhiệt tình quá trời luôn á. Dầu 50 ngàn nha mấy chị ơi, dầu 50 ngàn dùm cho em. Hôm nay chứng các chị ơi, còn thấy được em không? Mua dầu mua đồ ủng hộ em đi các chị. Dầu này là 25 ngàn nè các chị. À 20 ngàn quên, 20 ngàn một chai nè. Có bàn chải đánh răng đồ đầy đủ nha các chị ơi, ủng hộ em xíu đi các chị. Đây, kem đánh răng nha, 30 ngàn một tiếp. 30 ngàn mấy chị gái ơi. Kem đánh răng, bàn chải đánh răng nha, quần gì cũng có. Dầu Thái một hộp, dầu Thái chết mẹ. Ok chị nha, em cũng đéo biết dầu Thái là dầu gì luôn. Ok chị Tiết Lan nha, em ok chốt cho chị. Rồi cái này là kem đánh răng, ủng hộ em đi các chị, 30 nghìn. Rồi ok chị Tiết Lan nha, dầu Thái ok mấy chị chốt cái gì cứ bình luận cho em đi, em chốt hết luôn á chị. Ngày mai soạn hàng cho nha. Dầu Thái là dầu dầu cù la đúng không chị gái yêu ơi? Có đúng thì ok dùm cho em nha chị. Chị Tiết Lan, dầu Thái đúng ok em, dầu cù la nha, 50 ngàn đúng ok dùm cho em nha chị gái đẹp của em nha. Cái giống gì cũng có hết á các chị, dầu nóng dầu què thì cũng có hết mấy chị gái nha. Có đầy đủ nha mấy chị. Rồi bàn chải đánh răng mấy chị gái ơi, chết cha nó xúc nguyên một thùng ra rồi. Nguyên một thùng luôn, hồi chiều có chị nào mua nguyên một thùng bàn chải đánh răng luôn. Rồi bàn chải đánh răng 6 ngàn nha mấy chị ơi, 6 ngàn. Trời ơi quẹo lụa quẹo lùm đâu mấy má ơi, khỏi mất công đi chợ, 6 ngàn nha. Hồi chiều có chị nào mua một thùng mấy chục cây đó. Bàn chải đánh răng nha, kem đánh răng đầy đủ hết mấy chị, ủng hộ em nha. 30 nghìn. Bàn chải 6 nghìn nha. Rồi em ok chị Tiết Lan, đúng cái là lấy hàng liền. Ok chị gái, mua gì nữa ủng hộ em luôn đi chị gái ơi. Cái này không phải nghề của em nên là em không biết lấy mấy chị. Một cây ok. Chết cha rồi, phụng đầu chưa ra được. Phụng đầu mua 10 cây đánh răng, ủa quên 10 gái mà sao ra được đây. Chị phụng đầu cho em địa chỉ để em kiểm tra coi lên đơn được không chị. Nhắn cho tin nhắn giùm em đi nha, em chốt liền cho.
Nhưng mà 10 cái lấy 10 cây, 10 cây có 60 ngàn, chị chốt thêm cái gì đây chị? Để em đi đơn mới được nha. Nhắn tin đi để em kiểm tra đơn có lên đơn được chưa. Chị mua gì thêm đi cho đủ 150 mà em nha. Mua chị dầu đi mấy chị. Đây 1, 2. Chị cho em cái địa chỉ trong inbox đi. Đấy em kiểm tra có lên đơn được chưa. Cho em cái địa chỉ lại đi chị Phụng Đào ơi. Bữa trước là chưa đi đơn được, nhưng mà hôm nay chị cho em lại em kiểm tra nha. Kiểm tra có đi được không. Mấy chị mua 1-2 cây về xài cũng được mấy chị. Cái này mình xài mấy tháng mình thay một lần cũng ok mà mấy chị. Tốt mà. Nó đâu có tiền, đâu có nhiều tiền, đâu có mấy ngàn à. Nha chị cho địa chỉ lại để em xem kiểm tra đơn có đi được chưa. Mua ủng hộ em gì nữa đi mấy chị. Đủ đơn em sẽ chốt nha. Có địa chỉ cho trên like rồi đó Huy coi đi. Mấy chị mai mốt đừng cho trên like nha. Có nhiều chỗ người ta mất công, người ta giao lộn mất công á. Nó phiền lắm mấy chị. Chị mua gì nổi em cho em đi. Nếu đi đơn được thì em đi cho chị 150 cho đi nha. Có chốt cái gì nói mà em. Phụng Đào ơi lên đồ bộ nhưng mà ví dụ như màu hay bông hay cái gì em lên cho. Lên cái gì nói em lên cho chị nha. Muốn chốt cái gì nói cho em lên. Đồ bộ thì em nhiều lắm. Cho em cái ví dụ chị thích thằng màu hay thằng bông. Đồ bộ màu có hoa hả? Bao nhiêu ký vậy chị? Chị bao nhiêu ký vậy? Bao nhiêu ký em lên đồ bộ cho? Rồi cái này là em xả hàng nè. Rồi cái này là 65kg màu đen nè. Em xả hàng chị gái đâu chốt bình luận nha. Rồi 65kg nè. Cái này là 201 nha. Em xả cho mấy chị 185.000. Cho em một lượt chia sẻ đi các chị. Chị ơi chị Phụng Đào bây giờ gửi được nhưng mà giao hơi chậm hơn nha chị gái yêu ơi. Rồi ủng hộ em mẫu này đi, em đang xả nè. 201 em xả cho mấy chị 185 nha. Chốt bình luận cho em. Em xả giá vốn cho các chị 65kg màu đen. Chốt ủng hộ bộ cũng vui đó mấy chị gái ơi. Nha chốt một bộ ủng hộ em cũng được đó mấy chị. Nha lôi ra không chốt buồn lắm các chị. Màu tím 70kg hơn 70kg mặt vừa xả 85 nè. Chị ấy đang chốt một lượng cho em nha. Xả 185 màu tím, 210 em xả có 185 mà. Tím 70kg mặt vừa luôn. Tím đậm nha, 70kg hơn 70kg nè. Mấy chị thấy được em cho em xin đi, bình luận đi. Em like mấy chị em ru, em không like được nữa đâu. Không like nữa đâu nha các chị. Có chốt thì bình luận của em like còn không thôi, em kết thúc like nha. Rồi chúc mấy chị ngủ ngon nha. Em like mà mấy chị không có bình luận không? Không có like được đâu. Nghỉ thôi, nghỉ thôi. Chị chốt thì bình luận cho em nha. Đừng hỏi. Ví dụ như mua là cứ ủng hộ em đi rồi em chốt cho. Chứ hỏi nhiều khi lôi ra không lấy mất công á. Rồi màu đen nha. Chị gái đâu chốt thì cho em cái bình luận em chốt cho. Rồi màu tím nha. Em xả 185 mấy chị. 65kg màu tím nè. 201 em xả 185 mấy chị. Mấy chị có thích là chốt thôi. Chứ mấy chị hỏi nhiều khi hỏi đi lấy ra mấy chị cũng lấy nó mất công á.
mất thời gian mấy chị gái. Màu tím, màu hồng dùm cho em, tím, hồng và đen. Cánh sen, tím, hồng, đen và cánh sen nha. Em đang xả nha các chị nha, 65kg màu tím, em có 70kg màu tím luôn. Xả 1,85 màu cánh sen. Chị Hoa 10 ok, chị tím cho chị nè. Rồi cái này cánh sen nha. Mấy chị có chốt kèm ký kèm giá em. Mấy chị thích là chốt đừng hỏi, nhiều khi hỏi á đi lấy rồi mấy chị không chốt á, mất thời gian tụi em, mất thời gian mấy chị nữa. Rồi cánh sen dùm cho em nha, mấy chị có chốt khi nào không có em sẽ trả lời mấy chị không có, ví dụ vậy đó. Rồi cánh sen 65kg nha, em đang xả có 1,85 mà. Cánh sen và hồng nè mấy chị, cánh sen và hồng dùm cho em nha, tím lợt luôn, 1,85 là giá xả thôi các chị. Dạ chị Bi ơi, mình cho em số ký đi chị. Đang xả hàng có 1,85 ha, kèm ký dùm cho em, kèm ký mấy chị gái nha. Bi bo chút đơn chưa hay? Chút đơn rồi là đi đơn rồi á hả? Chị Bi bo đi, đi đơn rồi chị chốt đơn sau mới đi được không? Được rồi ok dùm cho em. Chị Bi bo không có số ký em chưa chốt nha. Ok chị Nguyễn Cầu. Rồi ok màu hồng 65kg mặt vừa. Chị Bi chưa chốt, số ký em chưa chốt nha chị. Xả 1,85 chốt màu hồng dùm cho em, 65kg màu hồng, hồng và tím lợt dùm cho em nha. 65kg em đang xả 1,85, 1,85 nha các chị. Một bộ xả 1,85, còn một cái áo đang theo 380 lần á. Rồi em đang có màu hồng và màu tím lợt nè các chị, 65kg nha, đang xả có 1,85 thôi. Màu đen em có xa 70kg mà, có 55-60kg, 70kg em có luôn nha các chị. Đây nè mấy chị, rất là đẹp màu đen nè, 65kg nha, em đang xả có 1,85 màu đen. Màu đen và màu hồng với màu tím. Rồi em ok chị Bi Bo 60kg nha. Bi Bo ok cánh sen 60kg ok chị. Thứ hai nó đi đơn này nha chị gái. Bi Bo ok chị. Rồi em đang mặc cái này màu hồng 65kg nè chị gái, nào chốt lần xả có 1,85 mấy chị ơi. Xả giá rẻ quá mấy chị gái. Tím lợt giùm em nha, tím lợt giùm cho em mấy chị gái nha. 55-70kg em có size. Rồi màu đen 65kg nè, đang xả 201, xả có 185 mà các chị. Màu đen màu tím lợt nha, chốt cái bình luận cho em. Có chị nào chốt cái gì bình luận cho em nghe, chốt bình luận cho em để em lên. 1,85 là giá em đang xả màu đen nha. Size 60kg em có màu đen, màu tím, màu nho, đủ màu luôn. Rồi beo là 160, chốt bình luận cho em beo. Chị mua một bộ đen chưa thấy gọi. Chị Phạm Hồng ơi, giờ chị chốt lại giùm em được không chị gái? Chốt lại được không chị? Em không có số điện thoại chị Phạm Hồng ơi, nên là chưa kiểm đơn được ha. Có số điện thoại bên em mới chốt hàng được chị. Rồi màu đen 65kg nha, xả 1,85, đen và tím. Beo 160 nha các chị, beo rêu. Em có beo rêu, beo xanh, beo cam, beo vàng. Chị Phạm Hồng ơi, không có số điện thoại em không có kiểm được đơn. Beo 160.000 nha các chị, beo rêu nè. Beo rêu, beo xanh, beo vàng, beo cam. 160.000. Beo nha, chốt và lượng cho em beo. Beo rêu nha, chốt và lượng cho em. Beo vàng 160.000 một bộ nha các chị nha. Beo vàng cho em 160 nè. Chị Phụng Đào có gì ngày mai chốt đơn thêm em chốt nha chị, chứ bằng chải đánh găng không là chưa đủ đơn ha, có mấy chục ngàn chưa đi được đơn được nha chị. Chị có chốt thêm ngày mai em đi đơn, mai chốt mốt đi đơn. Rồi em cắt phút like nha các chị.
ngủ ngon. Năm bàn chải một kem. Ok chị, em ok chị Bi. Ok chị Bi nha. Bộ đen tím hả chị? Số 4 hả? Chánh vỏ. Chị Bi ba, cái này em gỡ trong cái bọc ra nó bị xúc cái này á, lấy giùm em nha. Nó cũng không có vấn đề gì nha chị gái, Bi ba nha. Chẳng qua là em xé ra đó nha. Chứ nó không có bị gì, chị lấy giùm em ơi chị. Chị Bi ba nha, chốt giùm em nha chị gái nha. Nó không có vấn đề gì nha chị, nhiều khi mình gói đi nó cũng bị nha. Có đi nó cũng bị dập dập cái hộp một tí nhưng mà nó không sao đâu ạ. Dạ em cảm ơn chị Bibo. Dạ chị Phạm Hồng ơi, có gì ngày mai em like chị chọn thêm, chọn lại giùm em nha chị gái. Dạ chị Phạm Hồng ơi, chị cho số ký đi. Cái đó là 65kg á. Chị chính bỏ chốt 65kg được không? Chị Phạm Hồng 65kg được không? Chốt vào lượng cho em. 65kg màu nho, màu hồng. Dạ chị chính bỏ 65kg được thì ok dùm cho em nha. Màu đen này là 65kg nè, chế đẹp là chốt và lượng cho em 65kg nha, đang xả có 185 nè. Màu nho em mặc cũng 65kg luôn. Chị chính bỏ bao nhiêu ký chị gái ơi? 65kg nha, 65kg thì chốt dùm cho em. Rồi em ok chị Phạm Hồng nha, 62kg em chốt thì chị Phạm Hồng nè. Chị chính bỏ mình có chốt thì bình luận cho em. 65kg nha, màu nho, màu tím đều có luôn. Chính bỏ chốt màu nho được không chị? Rồi màu đen em cho em số 2 nha. 55-60kg mặc vừa đẹp nè. 55-60kg nha, 225 màu đen. Chị Hồng em ok chị chốt rồi anh chị, em chốt cho chị size 3 rồi ha. 9-68kg hả? 68kg em hết màu đen rồi, chốt màu khác được, mẫu khác được không chị? Màu tím được không chính bỏ? Màu tím được không chị? Rồi 55-60kg mặc vừa màu đen nha, 225. Chính bỏ chốt màu tím được không? Chính bỏ chốt màu tím ủng hộ em được không? Chính bỏ màu tím 68-70kg nè, màu tím em. Mai em live tiếp nha mấy chị. Giờ em tắt máy nha. Sáng mai em live tiếp mấy chị ủng hộ tiếp nha. Thứ hai mới đi đơn lần.
có cơ đồ tím gì hết. Ngày mai like nha chị. Chị một bộ màu tím 201. Chị Chính ơi, cái này là màu đen. Màu đen 60kg à, 225. Màu đen 225. Chị Bi Bi ơi, Bobby ơi, nhắn giùm em 225. Chị Chính, chị chốt số 3 được không? Em chốt cho chị màu đen, còn không thì thôi. Chị Phạm Hồng ok màu nho số 3. Chị Chính bỏ màu tím, em đang sale có 185 mà chốt về bà lượng cho em nha. 185 màu tím. Chốt về bà lượng cho em nha. Sale. Rồi Chính ok 185. Rồi màu đen là em xả của chị Phạm Hồng ra nha. Chốt màu khác nè. Rồi em ok chị Chính bỏ nha, 185 tím nè, 201 giùm em đang sale có 185. Chị bình luận 185 là được, chị bình luận 201 là dư rồi. Dạ ok chị Bi Bo nha. Chị Chính bỏ ok 185 nha chị. Rồi em có tím 225 là 65kg nha các chị, 65kg mặt vừa, tím 225. Tím 225 nha, đẹp quá trời luôn. 65kg mặt vừa, size 3 nha các chị, 225. Màu tím giùm em quá trời đẹp luôn. Em ok chị Bi Bo nha. Em đang mặc màu tím 225. Rồi em nói kết thúc hoài mà giờ em kết thúc đây mấy chị. Kết thúc đây sáng mai lại tiếp nè. Còn lai dài dài mấy chị gái. Chị gái nào chưa đủ đơn mai chọn tiếp nha. Mai mấy chị chúc mấy chị ngủ ngon.